Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã đạt đỉnh vào chiều tối qua. Một số vùng trũng thấp ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập úng. Sang hôm nay, dù triều giảm nhưng vẫn ngập úng có thể tái diễn ở thành phố Hồ Chí Minh và cả Cần Thơ bởi trùng với thời điểm mưa. Thời điểm triều cường xuất hiện từ 17 đến 19 giờ cũng là lúc nhiều tỉnh thành Nam Bộ có mưa dông. Thậm chí thành phố Hồ Chí Minh có thể có mưa lượng khá. Ngoài ngập úng, cũng cần đề phòng đến dông sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Trước khi có mưa, trong sáng đến trưa nay, hầu khắp Nam Bộ vẫn tạnh ráo, đang xen những khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác từ 29 đến 32 độ.